Quang Huy và Như Nguyễn rất hân hạnh được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Như thường lệ, nóng 24 giờ ngày hôm nay vẫn sẽ là những thông tin về giao thông, an ninh trật tự, đời sống dân sinh nổi bật nhất mà ekip vừa cập nhật gửi đến quý vị. Trong đó sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, mở đầu chương mục tin nóng ngày hôm nay là một thông tin rất quan trọng mà nhiều người cần biết. Khi ngày nay việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, việc chuyển khoản nhầm tiền cũng thường xảy ra và để lấy lại tiền chuyển nhầm đôi khi gặp khó khăn nếu như người nhận chuyển khoản không tích cực hợp tác. Vì vậy, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người chuyển nhầm tiền có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản bên nhận. Số tiền bị phong tỏa không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn sai sót. Đó là quy định trong Nghị định số 52 năm 2024 vừa ban hành quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán. Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nghị định nêu rõ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chủ tài khoản thanh toán và cơ quan có thẩm quyền nếu thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản thanh toán trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thanh toán thì chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. Một đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô lớn có tính chất xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam cũng vừa bị công an huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh phát hiện triệt phá hai đối tượng trần chu thiên và điền anh tuấn bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức cơ quan chức năng cũng mở rộng điều tra các đối tượng khác và những người đã đặt mua giấy tờ giả của đường dây này Mới đây, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện Hóc Môn bắt quả tang Trần Chu Thiên, 26 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, đang vận chuyển 46 hộp giấy bên trong đựng 256 tài liệu giả là các loại thẻ căn cứ công dân, chứng minh nhân dân, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, đăng ký xe, giấy phép lái xe, bản sao có chứng thực, ra bưu cục để vận chuyển giao hàng cho khách đặt mua. Mở rộng điều tra, công an huyện Hóc Môn bắt khẩn cấp Điền Anh Tuấn, 24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, là người đã gửi số giấy tờ giả cho Thiên Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận được đối tượng tự xưng là Michael không rõ lai lịch, quen trên mạng xã hội thuê đến chợ Ba Vệt tại Campuchia để nhận tài liệu giả về giao cho các đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh, theo thông tin về số điện thoại và địa chỉ mà Michael cung cấp với giá 600.000 đồng cho một túi hồ sơ. Trung bình mỗi ngày, Tuấn gửi từ 1 đến 4 túi hồ sơ, mỗi túi có từ 50 đến 100 loại tài liệu, giấy tờ giả khác nhau, về bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh để đi phân phối cho các đối tượng khác. Trần Chú Thiên là nhân viên giao nhận, là một trong các đầu mối nhận tài liệu giả do Tuấn gửi. Sau khi nhận hàng từ Tuấn, Thiên đóng gói các tài liệu giả theo từng đơn hàng nhỏ, rồi chở đến gửi bưu cục để ship code đến các cá nhân đặt mua. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chánh, cựu trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Phú Tân. Đối tượng vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Ngọc Hiển nối dài trên địa bàn. Theo hồ sơ, lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn được giao, Nguyễn Văn Chánh đã tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng phương án bồi thường. Nguyễn Văn Chánh biết rõ phần đất thửa 23, 27, 80 của Ủy ban dân thị trấn Cái đôi giàm quản lý, nhưng vẫn yêu cầu ông Nguyễn Nhấn, người địa phương, ký khống giấy xây nhượng đất nuôi tôm cho bà Hường và chỉ đạo ông Nguyễn Văn Liên, công chức địa chính, thành viên hội đồng, lập khống hồ sơ để bồi thường hỗ trợ và tái định cư, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 770 triệu đồng. Sau khi được bồi thường thì chánh và nhấn chia nhau tiêu xài. Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đặng Hồng Phước 10 năm tù về tội giết người. Đáng chú ý, cả bị cáo và nạn nhân chỉ vì mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói liên quan đến việc mất mèo mà đã xảy ra vụ án. Theo cáo trạng, Đặng Hồng Phước từng đến trước cửa nhà Lê Châu Hàng Giang ở thành phố Cần Thơ, chửi khơi khơi về việc bị mất mèo. Đến sáng ngày 12 tháng 3 năm 2023, khi Phước đẩy xe đến bờ sông Ô Môn, Hàng Giang từ phía sau chạy đến, tấn công Phước, và Phước bỏ chạy về nhà. Giang lấy dao đuổi theo Phước, dùng sống dao chém trúng vào cánh tay trái của Phước, làm bị thương nhẹ. Phước về nhà lấy một cây gỗ vuông quay trở lại cửa kể với Giang. Hai bên ẩu đã, Phước cầm cây gỗ, đánh mạnh một cái, trúng vào dùng đầu của Giang. Cây gỗ gãy làm hai đoạn, còn Giang ngã xuống đường. Đến nay, tình trạng sức khỏe của Giang yếu, nằm một chỗ, không tiếp xúc cử động được phải mở nội khí quản để thở và bơm thức ăn qua đường ống. Sinh hoạt cá nhân không làm được, phải do gia đình chăm sóc. Theo kết luận giám định, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Giang tại thời điểm giám định là 95%. Về trách nhiệm dân sự, tòa công nhận thỏa thuận bị cáo bồi thường cho bị hại đến tháng 1 năm 2024, số tiền gần 1 tỷ đồng. Mới đây thông qua bảy ảnh được lắp đặt trong rừng mà công an huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với hạt kiểm lâm vườn quốc gia Côn Đảo phát hiện một người đàn ông mang súng săn tự chế đi vào vùng được bảo vệ nghiêm ngặt để săn bắn chim. Theo thông tin ban đầu, qua hệ thống máy bảy ảnh do hạt kiểm lâm trang bị lắp đặt trong vườn quốc gia Côn Đảo, đơn vị ghi nhận lúc hơn 7 giờ sáng ngày 21 tháng 5 có một người đàn ông mang theo vũ khí như khẩu súng săn giao tiểu khu 55B Đầm Tre, vốn là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Người này sau đó được xác định tên NNTA, 29 tuổi, ngụ khu dân cư số 1 huyện Côn Đảo. Hạ Kiểm Lâm đã có văn bản đề nghị công an huyện Côn Đảo cử cán bộ phối hợp khẩn trương đến nhà ông A để kiểm tra xử lý. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông A thừa nhận cách đây 3 tháng đặt mua trên mạng khẩu súng săn tự chế với giá 6 triệu 800 ngàn đồng. Sáng ngày 11 tháng 5, Ông A mang theo súng săn đi vào khu vực sau dịnh đầm tre để tìm măng và bắn chim. Nhưng do không có nên ông A đi về. Hiện công an quyền Côn Đảo thu giữ khẩu súng săn để xử lý theo quy định pháp luật. Một người phụ nữ dùng tay và nón bảo hiểm đánh con gái trên đường Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, gây xôn xao dư luận. Sự việc này xảy ra vào ngày 22 tháng 5 và cơ quan chức năng đã mời người phụ nữ lên làm việc. Hành vi đánh trẻ em bằng nón bảo hiểm một cách giả mang của người phụ nữ đã khiến nhiều người phẫn nộ, lên án. Nhiều người chứng kiến cho biết bé gái nói con bơi không lại chứ không phải là con không cố. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày thì một người dân phát hiện người phụ nữ này trên đường Tết Mậu Thân nên đã đưa về công an phường 4 thành phố Mỹ Tho trình báo vụ việc. Bước đầu tại công an phường 4, người phụ nữ khai tên TTTH, 51 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cho biết bé gái trong các clip nói trên là con gái ruột của mình, năm nay đang học lớp 7 ở thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ và bé gái cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Bé gái xuống thành phố Mỹ Tho ở khách sạn để thi bơi lội. Do con gái nói chuyện hỗn hào và trong lúc nóng giận không kiềm chế được nên có đánh con. Công an phường 4 thành phố Mỹ Tho đang lấy lời khai, làm rõ vụ việc, đồng thời yêu cầu người đăng clip gỡ bỏ hai đoạn clip gây bức xúc dư luận. Hiện vụ việc đang được công an phường 4 lập hồ sơ làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Xin chuyển sang thông tin đang gây xôn xao dư luận ở Bà Rịa Vũng Tàu. Một chiếc vali có dấu hiệu khả nghi bị bỏ ở núi nhỏ vừa được người dân phát hiện, bên trong có thi thể một cô gái. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5, người dân sống gần khu vực doanh trại C37, núi Hải Đăng, phường 2 núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu phát hiện một vali vô chủ quay đó ném xuống vực nghi ngờ bất thường nên người dân đã báo công an địa phương ngay sau đó lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành kiểm tra chiếc vali tại đây lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa thi thể nữ giới hơn 20 tuổi đang trong tình trạng bắt đầu phân hủy nạn nhân được xác định ngụ huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh công an đã làm việc với gia đình nạn nhân qua điều tra xác minh Công an tỉnh Bà Địa Dũng Tàu đã bắt giữ ngay nghi phạm, được xác định có liên quan đến vụ việc trên. Hiện Công an tỉnh Bà Địa Dũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ. Những năm vừa qua, nạn trộm chó hoành hành ở nhiều địa phương. Một phần nguyên nhân tiếp tay cho nạn trộm chó là người tiêu thụ, dù biết chó có nguồn gốc trộm cắp vẫn thu mua, thậm chí có những người đặt mua chó từ các băng nhóm trộm cắp. Bốn đối tượng ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra về tội trộm cắp tài sản với vai trò đồng phạm. Theo kết quả điều tra, trong tháng 3, Nguyễn Văn Dạng sinh năm 1977 và Nguyễn Thị Trang sinh năm 1991 đã nhiều lần đặt mua chó của hai đứa tượng trộm chó, mỗi lần mua từ 30 đến 50 kg rồi làm thịt và bán lại cho người khác. Con Trần Thị Hòa sinh năm 1988 và Trần Văn Thái sinh năm 1990 thì đặt mua chó của hai đối tượng khác. Ngày 5 tháng 4 năm 2024, ông Thái và bà Hòa nhận 10 con chó từ đối tượng trộm thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Còn mới đây, một hộ nông dân ở huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk bàn hoàng khi phát hiện vườn sầu riêng bị cắt phá hơn 1.500 trái, thiệt hại gần nửa tỷ đồng chỉ trong một đêm. Cả trái lớn, trái nhỏ, trái sắp thu hoạch đều bị cắt. Cơ quan công an đang xác minh vụ phá hoại này thưa quý vị. Vườn sầu riêng bị kẻ gian cắt phá nói trên là của gia đình ông Lương Văn Đức, 42 tuổi, trú tại xã Ea Hu. Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 1.460 trái sầu riêng, cân nặng từ 0,5 đến 2 kg của gia đình ông Đức bị cắt phá. Ông Lương Văn Đức nhận định nhiều khả năng sự việc xảy ra vào đêm 20 tháng 5, lợi dụng trời mưa, kẻ xấu dùng kéo vào cắt phá sầu riêng của gia đình ông tại thôn 8, xã Ea Hu. Sau khi cắt phá, kẻ gian gom trái sầu riêng lại thành đống nhỏ để trong gốc cà phê. Đến khoảng 8 giờ sáng 21 tháng 5, khi ông Đức ra thăm vườn thì ban hoàng phát hiện vụ việc, sau đó trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Cũng theo ông Đức, gia đình ông có hơn 100 cây sầu riêng, đã cho thu hoạch năm thứ hai, trồng trên diện tích 8 sào. Tuy nhiên, có 54 cây sầu riêng đã bị kẻ gian cắt phá, ước tính thiệt hại gần 500 triệu đồng. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ vụ hai thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao tông một bé gái bất tỉnh trên đường hẻm. Hai thiếu niên gây tai nạn rồi tăng ga bỏ chạy, gây phẫn nộ tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 19 tháng 5, bé gái tên TTCLA học lớp 3 ngụ thành phố Đà Lạt đang cầm chiếc dù chạy lớn sang phía trái đường hẻm thì bị xe máy tông trúng, bất tỉnh tại chỗ. Sau khi xảy ra va chạm làm bé gái nằm giữa đường hẻm, người chạy xe máy đã tăng ga bỏ chạy. Người nhà gia đình nạn nhân đã đưa cháu bé đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu gái bị chấn thương hộp sọ và gãy xương thái dương, tụ máu mạng cứng. Tới sáng nay, sức khỏe của cháu đã ổn định, có thể nói chuyện bình thường và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Đội cảnh sát giao thông trật tự đang phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố Đà Lạt đo đạc hiện trường, xác minh người chạy xe máy để xử lý theo quy định của pháp luật. Hơn 3 năm trước, một nam thanh niên ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang lái ô tô cố ý tông xe máy của hai người mâu thuẫn với mình khiến hai nạn nhân thương vong. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 17 năm 6 tháng tù về 3 tội danh. Theo cáo trạng, vào ngày 17 tháng 1 năm 2021, sau khi uống rượu và lái xe ô tô, Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1992, trú thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, xảy ra mâu thuẫn và bị nhóm của Đậu Văn Duy và Cao Xuân Nam đánh. Sau đó, Tuấn đuổi theo nhóm trên khi phát hiện xe máy của Duy và Nam đang chạy phía trước, Tuấn đã điều khiển xe ô tô tông vào đuôi xe của Duy và Nam. Hậu quả cú tông mạnh đã làm Duy tử vong, Nam bị thương tích 18%. Qua điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện giấy phép lái xe Tuấn sử dụng là giấy tờ giả. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Tuấn 17 năm 6 tháng tù về 3 tội danh: giết người, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một tài xế phóng xe ô tô với tốc độ cao trên đường, gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng. Lực lượng chức năng đã truy đuổi theo xe ô tô, khống chế tài xế. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 5 tại đường Bầu Bàng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người phụ nữ khoảng 45 tuổi điều khiển xe máy trên đường Bầu Bàng, bất ngờ bị một xe ô tô du lịch biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy với tốc độ cao tông trúng. Cú tông mạnh khiến xe máy văng lên vỉa hè, người phụ nữ ngã nằm bất động. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán nhau, hỗ trợ đưa người phụ nữ đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Đáng nói, khi tai nạn xảy ra, xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Xe ô tô này sau đó bị chặn lại ở đường Văn Công Khai, phường Phú Cường, cách hiện trường khoảng 1 km. Lực lượng chức năng đã có mặt khống chế tài xế ô tô. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hàng loạt người chạy xe đạp thể thao, lấn làng ô tô, tạt đầu container dù phương tiện này đã nhiều lần bấm còi cảnh báo. Cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng bất chấp nguy hiểm của đoàn người này vì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Cụ thể vụ việc này như thế nào? Mời quý vị theo dõi đoạn clip mà camera nóng cập nhật sau đây. Clip ghi lại hình ảnh một đoàn xe đạp khoảng 20 chiếc bất chấp nguy hiểm chia thành từng nhóm nhỏ lấn vào làng ô tô trên đường quốc lộ khi đi qua địa phận thủ dầu một tỉnh bình dương đã khiến dư luận vô cùng bức xúc sự việc diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 18 tháng 5. Tài xế xe đầu kéo liên tục phải bấm còi, nhưng nhiều người vẫn lấn làng. Phải đến khi xe đầu kéo áp sát mới có dấu hiệu nhường đường. Tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến, nhưng chế tài xử phạt đối với người đi xe đạp khi vi phạm vẫn còn quá nhẹ, nên nhiều người thiếu ý thức vẫn cố tình xem thường. Nối tiếp chương trình là một vụ thiếu ý thức trong việc dừng xe giữa đường của tài xế ô tô khiến cho xe cộ lưu thông hai chiều gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Đáng nói ở đây là người đàn ông này bỏ xe lại gây ủng tắc giao thông chỉ vì đi chợ mua đồ khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Lúc này ở phía đối diện, một chiếc xe tải cũng đi tới và dừng gần đó để giao hàng. Hai chiếc xe dừng đổ gần như chiếm hết phần đường giao thông, khiến các xe ô tô phía sau phải dừng chờ, chỉ có xe máy len lõi vòng qua các xe ô tô để đi lại. Một lúc sau, người đàn ông đi xe con mới quay trở lại xe với túi hàng hóa mua ở chợ và rất bình tĩnh mở cốp xe cất đồ, mặc kệ phương tiện phía sau dừng chờ, một hành vi thực sự khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Tại nhiều khu vực dãy trọ, người dân thường có thói quen để xe máy phía ngoài hành lang để không chiếm diện tích bên trong căn phòng nhưng cũng vì thói quen này đã giúp các tình đạo chích dễ dàng ra tay trộm cắp. Đơn cử như là tình huống vừa xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, trong lúc mọi người vẫn đang say giấc ngủ thì có một bằng nhóm ngang nhiên mở khóa cổng của một dãy trọ rồi vào hành lang lựa trộm xe máy. Toàn bộ diễn biến vụ việc này đã được camera nóng ghi nhận lại. Mời quý vị cùng xem để nâng cao cảnh giác. Vụ trộm xảy ra vào lúc gần 4 giờ sáng tại khu trọ số 52 đường Trần Văn Thành, quận ngũ hành sơn đà nẵng Cái đối tượng tiếp cận khu trọ một số bên ngoài cảnh giới ít nhất ba đối tượng vào hành lang khu trọ có cả chục xe máy dựng thành hai hàng Cái đối tượng thuần thục dắt ra hai chiếc xe máy một chiếc mang biển số 76 e1 61329 và một chiếc mang biển số 76 e1 43599 nhanh chóng tẩu thoát Thưa quý vị Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, sản lượng sầu riêng ước trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 18.640 tấn, tăng hơn gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do diện tích trồng mới tăng nhanh, đồng thời diện tích bắt đầu cho trái, năng suất sầu riêng trong những năm đầu cao nên tổng sản lượng tăng. Để phát triển căn cơ loại trái cây tỷ đô này, địa phương đang nỗ lực để khuyến cáo, hỗ trợ người dân cần quan tâm chất lượng sầu riêng cụ thể như thế nào? Mời quý vị và bà con theo dõi ghi nhận ngày sau đây của nhóm phóng viên Nóng 24 giờ. Hiện nông dân Cần Thơ đang trong giai đoạn thu hoạch rượu sầu riêng với giá bán giống ri 6 đạt từ 45 đến 55.000 đồng một ký, cao hơn cùng kỳ từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký. Tuy giá bán sầu riêng hiện chỉ còn chưa được một nửa so với đầu vụ do bước vào thời điểm thu hoạch rộ, sản lượng dồi dào, giá sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam đang phải cạnh tranh gay gắt với sầu riêng của các nước, cũng đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ. Nhưng với giá bán này, sau khi trừ các chi phí, nông dân trồng sầu riêng vẫn đạt lợi nhuận bình quân từ 50 đến 60%. Năm nay, diện tích và sản lượng sầu riêng tăng mạnh, nhưng hầu hết đều được thương lái thu mua hết, ngay trong thời điểm chính vụ. Mặc dù vậy, vấn đề thời tiết, Việc mua bán cũng khiến nhiều hộ trồng sầu riêng trăn trở. Tình hình sản xuất năm nay thì nó có rất nhiều cái khó khăn. Vì thời tiết nắng nóng kéo dài. Nhìn chung là bà con của huyện Phong Điền năm nay là ảnh hưởng về trái lá rất là nhiều. Có thể nói là toàn huyện là bị cái bệnh trái lá. Theo thống kê, tổng diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt khoảng 4.521 ha, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, diện tích cho trái đạt khoảng 3.102 ha. Sản lượng sầu riêng ước trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 18.640 tấn, tăng hơn gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Ngành nông nghiệp thành phố không khuyến khích nông dân mở rộng diện tích sầu riêng ồ ạt, tự phát, mà phát triển theo quy hoạch, có định hướng và đảm bảo liên kết tiêu thụ với các doanh nghiệp, được quản lý về chất lượng kỹ thuật. Tuy nhiên, do hiệu quả hiện tại của cây sầu riêng là rất cao, nên nông dân vẫn tự phát đầu tư mở rộng diện tích từ đất lúa và các loại cây trồng khác để trồng sầu riêng. À, về, trong thời gian qua thì nói chung ở địa phương, đặc biệt là chỗ chỉ đạo từ quỹ ban nhân quyền thì cũng có đã tổ chức những cái cuộc họp trong đó là thành phần dự gồm có là đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác. Bên cạnh đó thì đơn vị chuyên môn cùng với các doanh nghiệp đã cũng có những cái chuyện để xúc tiến trong cái vấn đề mà liên kết để tiêu thụ sầu riêng. Bên cạnh đó thì chỗ lãnh đạo quỹ ban cũng có chỉ đạo cái ngành chuyên môn cũng thực hiện là hỗ trợ người dân các hợp tác xã chúng ta quan tâm về cái vấn đề chất lượng của cái sản phẩm sầu riêng. Do phải mang trái trong suốt thời gian nắng nóng và khô hạn nên có rất nhiều diện tích sầu riêng trên địa bàn hiện nay sau khi thu hoạch đều kiệt sức rụng lá đọt chết cành, thậm chí chết cả cây vì nắng nóng. Nông dân sau khi thu hoạch xong đang tích cực điều trị, chăm sóc để chống lại sức cho cây. Về lâu dài, để phát triển căn cơ loại trái cây tỷ đô này, ngành nông nghiệp sẽ kiểm soát chặt hơn việc quy hoạch, khuyến khích nông dân tham gia vào các hợp tác xã để sản xuất tập trung, bài bản, đầu tư khoa học kỹ thuật có liên kết đầu ra với doanh nghiệp xuất khẩu. Địa phương cũng sẽ tăng cường quản lý chặt từ khâu sản xuất, thu hoạch cho đến xuất khẩu, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các hợp tác xã làm tốt mã số vùng trồng, bởi đây là khâu quan trọng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như Nguyễn và Quang Huy, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau, phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên Đài Phát Thanh và truyền hình Long An.